Cái này là khi các bạn ở trong rừng mà không có giỏ hoa, mình sẽ làm một cái giỏ hoa cắm cho mọi người xem. Đây là nguyên liệu bằng cây mai các bạn nhé. Mình chọn lấy một đoạn, một cái ống mai không mình để cái cành này để trang trí. Hoa của mình trong rừng thì không có cái hoa gì đâu, lát mình sẽ cắm lên cho mọi người xem. Này đi vội quá quên cầm cái giá đỡ điện thoại, nên là phải ngó nhìn xem nó có bị rung nó đổ đi không. Giữ làm sao để cái cành cành chồi của nó không bị rơi đi. Sau khi vạt đẽo một lúc thì mình đã làm được như thế này. Giờ mình sẽ cắm hoa cho mọi người xem nhé. Hoa của mình ở đây là hoa rau dớn, cũng là cái suy nghĩ và là cái ý tưởng của mình đang chuẩn bị trồng. Mấy ngày nay bận không vào làm được,
giới thiệu với mọi người. Đây là cái lọ hoa mình vừa sáng lập, vừa làm được vì ở trong rừng nguyên liệu về lọ cắm hoa thì không có, bình hoa thì không có. Mình dùng bằng nguyên liệu là ống mai, ống cây mai. Mọi người thấy ý tưởng này của mình có được không? Cây rau dớn thì nó là nguồn tự nhiên, mọc tự nhiên, không có một cái chất hóa học nào cả. Nó phát triển và sinh trưởng rất là tốt. Đặc biệt các bạn nhìn màu xanh của nó quá là đẹp luôn. Và một điều đặc biệt nữa là khi mình cắm để trang trí xong mình đem đi xào thành một món ăn đặc sản của miền núi. Món này mà giới thiệu với mọi người là xào với thịt bò thì đừng hỏi luôn. Mọi người thấy được không ạ? Mình quay cái sản phẩm mình vừa làm xong. Xin phép và mọi người dừng video tại đây. Mọi người nếu thấy hay thì vào tương tác với mình nhé. Nhớ tới là mình trồng rất là nhiều cái loại này luôn. Nó thân thiện với môi trường, sạch. Chào mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.